Hôm nay Thắng sẽ trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn trong cái khoảng thời gian 10 phút thôi. Theo Thắng thì đây là thời điểm khá là tốt cho cái việc là đem vàng ra để bán. Không phải là rất là khó khăn để chúng ta có thể bán được mức giá vàng hiện nay của SJC là 488 và một số các cái nhãn vàng khác thì mua tại một số các cái tiệm ở địa phương á, chúng ta bán được khoảng tầm 489 gì đấy, gần 49 triệu một cây. Lý do tại sao giá vàng trong những ngày gần đây thì tăng khá là tốt và tích cực. Tuy vậy thì nếu nhìn trên biểu đồ giá vàng thế giới á, nó vẫn nằm ở dưới mốc 1.800 đô la Mỹ trên một ounce. Và giá vàng trong nước thì mức 488, 489 được coi là mức cao nhất trong lịch sử của giá vàng Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây. Nhiều những cái đồn đoán trong nước và quốc tế cho rằng là dịch bệnh hiện nay đang tăng rất là nhanh. Cơ bản là tăng rất nhanh. Và số liệu của dịch bệnh ở trên toàn cầu thì tăng nhanh và tăng mạnh so với những gì mà người ta dự báo trước đó. Nên là cái lo ngại trên toàn cầu là điều có thật. Rõ ràng là các nước, đặc biệt là các nước tư bản phát triển như là Mỹ, các nước châu Âu, các nước như là Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc thì người dân bắt đầu có những cái dấu hiệu ban đầu của sự e ngại và tiền mặt được gửi nhiều nhất trong lịch sử vào các ngân hàng. Ngoài các cái khoản tiền mặt ra thì vàng cũng được gọi là một loại tiền trong ba cái loại tiền mà hiện nay chúng ta ưa sử dụng ở Việt Nam. Đó là tiền Việt Nam đồng, tiền đô la Mỹ, tiền euro và một đồng tiền thứ ba đó là tiền vàng. Cái lực cầu mua để đẩy giá vàng lên trong những ngày gần đây chủ yếu đến từ các nhà đầu tư nhỏ và nó không đủ sức mạnh để đưa giá vàng tăng một cách đột biến, vượt ra khỏi cái vùng khoảng tầm 100 đô. Nó vẫn quấn quanh ở vùng 1.770 đô cho một cái khoảng thời gian đủ dài trong vòng gần 6 tháng trở lại đây. Nói chính xác là trong khoảng 3 tháng gần đây nhất thì nó vẫn nằm ở trong cái biên đó. Và trong ít ngày thì chúng ta thấy được một cái sự bất thường ở chỗ, tức là thời điểm trước thì có những thời điểm giá vàng cũng tăng khá cao, chạm mốc 1.750, 1.760, nhưng mà giá vàng trong nước thì không tăng. Nhưng mà trong ít ngày gần đây á, không biết vì một lý do gì đó, rất có thể là cái dòng tiền nhàn rỗi ở trong gọi là ở Việt Nam mình á, nó cũng đang tăng lên. Và người ta có khuynh hướng dịch chuyển từ ba cái dòng tiền, tức là chuyển đổi từ tiền đô, tiền Việt sang tiền vàng và đưa giá vàng lên cái mức cao 488, 489. Nhưng mà theo chúng tôi thì cái câu chuyện giá vàng á, thì chúng ta nên cân nhắc với cái câu chuyện nữa, đó là chúng ta nhìn xa hơn một chút thì thấy cái mức vàng này là một trong những cái mức giá mà cao đỉnh điểm trong vòng 12 năm trở lại đây. Chúng ta đừng vì tham, đừng vì nghe và cũng đừng vì sợ quá trong các cái vấn đề mà chúng ta vội vàng mua vàng. Rất có thể là những cái dự báo trước đó thì chúng ta biết được rằng là thị trường vàng hay là giá vàng sẽ có cái mức cán mốc ví dụ như là 2.000 hoặc 2.500. Và hiện nay nhiều các công ty vàng đang dự báo cái câu chuyện đó. SDB Gold Trade và một số các cái đơn vị mua vàng lớn trên thế giới đang tích cực mua vào. Đây cũng là một trong những cái tổ chức hiếm hoi mà trong ít ngày gần đây thì mua vàng. Theo số liệu của chúng tôi đang có trên màn hình. Cái mà phần anh chị bạn nhìn thấy đây là cái máy tính nó đang vướng nên là nó hơi vướng một chút, không vấn đề gì cả anh chị bạn ha. Nhưng mà các tổ chức lớn thì chúng ta phải lưu tâm là ngoài những cái tổ chức chuyên đầu cơ về vàng, chuyên kinh doanh vàng thì họ mua vàng tài khoản là chủ yếu. Còn thực sự mà nói ấy, để vàng là tích trữ trong ngân khố của các quốc gia thì phải kể đến đó là Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và một số nước thì họ có mua vàng hay không? Thì chúng ta thấy được một điều rằng như thế này này. Chính phủ các quốc gia hiện nay đang rất là vất vả trong các câu chuyện chống dịch và họ đang bơm tiền một cách khốc liệt. Bơm tiền thì không có lý do gì mà họ sẽ mua vàng. Vàng là một kênh để rút tiền về. Tức là khi mà các chính phủ các quốc gia mua vàng thì đồng nghĩa với câu chuyện tức là tiền giấy sẽ được in ra thị trường. Hiện nay thì nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ, Âu và châu Mỹ là một trong những cái châu mà hiện nay là đang khá là vất vả chống dịch và ổn định cái gọi là kinh tế vĩ mô cũng như là chính trị trong nước thì họ sẽ không mua vàng. Tôi nghĩ là họ sẽ mua vàng khi mà họ cần rút tiền về. Thì đó cũng là một lý do nữa để anh chị và bạn có thể kỳ vọng giá vàng tăng lên cái mốc gọi là 2.000 hoặc 2.500 trong một vài năm tới chứ không phải ngay bây giờ. Và cái dự báo khi giá vàng tăng gấp đôi so với giá hiện nay, tức là 1.800, 1.760, 1.770
Tôi đưa một con số chính xác cho hiện nay tại thời điểm hiện nay vào ngày 12 giờ trưa ngày 25 tháng 6. Video này được quay vào lúc 12 giờ trưa ngày 25 tháng 6. Thì giá vàng thế giới hiện nay đang như thế nào? Thì chúng tôi xem trên một cái trang web đó là Richard của Mỹ thì giá vàng hiện nay đang là 1.762 đô. 1.762 đô thì nó quy đổi có thể là giá vàng trong nước hôm nay đã là tương đồng với thế giới rồi. Ok. Và vàng SJC đã được niêm yết tại cái thời điểm 11 giờ 20 phút ngày 25 tháng 6 48.800 mua vào và 49.180.000 đồng bán ra. Như vậy là cái sự chênh lệch giữa giá bán và giá mua hiện nay là không cao, 380.000 đồng. Đây là một trong những cái sự chênh lệch khá là bất thường. So với cái đợt trước là giá vàng tăng cao và giảm sâu thì giá mua vào và bán ra có thời điểm chênh lên tới 2 triệu đồng. Nhưng hiện nay chênh chỉ 380.000 đồng. Đây chính là điểm khá là nổi bật và là một trong những cái điểm mà chúng tôi muốn anh chị và các bạn tranh thủ để chốt trong ngày hôm nay, chốt vàng trong ngày hôm nay. Góc nhìn cá nhân của Thắng là như vậy, nhóm đầu tư của Thắng cũng như vậy và anh em trong cái nhóm đầu tư kinh doanh vàng cũng là như vậy và thông báo và chia sẻ với anh chị và các bạn cũng như vậy luôn. Chúng ta sẽ đợi vàng về sâu hơn để mua lại và chờ cơ hội giá vàng tăng cao trong những năm sắp tới. Còn nếu không giảm, coi như chúng ta để ở cái trạng thái tiền gọi là gì ạ, tiền giấy và để ở trạng thái tiền euro hoặc là tiền đô hoặc là chúng ta để tiền Việt cũng được, không thành vấn đề. Không nhất thiết là chúng ta sợ mất cơ hội. Có một điều mà trong video ngày hôm qua đang có xem của bạn GV á, thì bạn có nói một cái bạn trong giới đa cấp có một câu nói khá là hay và nổi tiếng, Thắng khá là ghi nhớ, đó là rủi ro lớn nhất là rủi ro không làm gì cả. Không phải đâu anh chị các bạn, rủi ro lớn nhất là rủi ro làm quá nhiều anh chị các bạn. Hy vọng anh chị và các bạn có thể tận dụng cơ hội và hiện thực hóa lợi nhuận, và hy vọng rằng là giá vàng sẽ đúng như những cái kịch bản mà chúng tôi dự báo trước đó, thì quay trở lại vùng giá 42-43 để anh chị và các bạn có thể mua vào trong khoảng vài tháng tới. Và cũng hy vọng nữa, xa hơn một tí thì giá vàng sẽ tăng cao hơn do cái bất ổn kinh tế toàn cầu. Nhưng nó chưa phải là bây giờ, mà cứ rất có thể sẽ là năm 2021, 2022. Và hy vọng tất cả những cái gọi là những cái dự báo của Thắng thì đem lại hiệu quả cho anh chị và các bạn trong lĩnh vực đầu tư. Nếu như cảm thấy hữu ích cũng như là dành chút thời gian để có thể để lại những bình luận khác trái chiều một chút về cái câu chuyện giá vàng thì anh chị và các bạn sẽ để lại bình luận ở dưới. Hoặc ý anh chị và các bạn là giá vàng như thế nào thì xin để lại bình luận ở dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.